Đây là thành quả của món tôm nướng muối ớt mọi người nhé. Món này có thể dùng với đồ chấm là tương ớt hoặc là muối ớt xanh. Một món ăn từ tôm rất là ngon, có thể dùng trong những bữa cơm gia đình hoặc trong những bữa tiệc. Tôm kết hợp cùng với mùi thơm của sả, tỏi tạo ra cái hương vị rất hấp dẫn cho món ăn này. Mọi người cùng vào bếp chế biến thử xem sao nha. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để chế biến món tôm nướng muối ớt nha. Để chế biến món này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 10 đến 15 con tôm sú. Tôm này mọi người cần mua tôm tươi nha. Rửa sạch nó đi, cắt bỏ râu và rút chỉ đen sống lưng nó ra nha. Một cây sả băm nhỏ, một củ tỏi băm nhỏ, 3 quả ớt cay băm nhỏ, một ít dầu ăn. Gia vị thì gồm có một chút muối, đường, hạt nêm, hạt tiêu. Sau khi mà mọi người đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu như sau, chúng ta tiến hành nấu ăn nhé. Đầu tiên thì mọi người cần cắt bỏ râu và cái kiếm của tôm nha, cái đầu tôm này. Cắt bỏ phần này đi nha. Và phần lưng con tôm nó có những cái chỉ đen rất là bẩn, mọi người cần phải lấy nó ra. Sau đó dùng tay dứt nó ra nhé. Sau đó thì mọi người tiến hành đổ cái gia vị ướp tôm này nha. Sả này, ớt này, tỏi băm nhỏ này, cùng với một chút bột lên, muối, hạt tiêu, đường, một ít dầu ăn. Sau đó thì mọi người trộn đều tôm cùng với gia vị lên nha. Tiến hành ướp tôm này trong khoảng 30 phút. Sau khi mà đã ướp tôm được khoảng 30 phút, tôm đang ngấm gia vị, chúng ta tiến hành xiên tôm vào que nha. Que thì mọi người ngâm với nước, que thì mọi người ngâm với nước lạnh nha. Lấy que xiên dọc con tôm mọi người nha. Xiên thẳng con tôm ra. Ok. Xiên như thế này là được. Cứ tiến hành làm như vậy cho đến hết nhé. Sau đó chúng ta tiến hành mang tôm đi nướng thôi. Xếp tôm lên vỉ nướng mọi người nhé. Nướng trong khoảng 5 phút là tôm sẽ chín. Mọi người lưu ý là phải dở tôm đều đi nhé. Tôm rất là nhanh chín và nhanh cháy lắm đấy. Để ý dở đều tôm đi mọi người nha. Cứ liên tục dở tôm nha. Khi mà cảm thấy cái vỏ tôm nó hơi xém lại thì nó chín rồi mọi người nhé, lấy nó ra. Chúng ta trang trí đĩa bằng một chút rau xà lách cộng với một bông hoa cà chua, sau đó xếp tôm lên đĩa mọi người nhé. Ok, vậy là đã xong. Đây là thành quả của món tôm nướng muối ớt mọi người nhé. Món này có thể dùng với đồ chấm là tương ớt hoặc là muối ớt xanh. Một món ăn từ tôm rất là ngon, có thể dùng trong những bữa cơm gia đình hoặc trong những bữa tiệc. Tôm kết hợp cùng với mùi thơm của sả, tỏi tạo ra cái hương vị rất hấp dẫn cho món ăn này. Mọi người cùng vào bếp chế biến thử xem sao nha. Xin chào.
và hẹn gặp lại mọi người trong những món ăn tiếp theo nhé.